Hello hello, xin chào mến, chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc nhỏ của vỏ trái đất. Đấy, hôm nay mình chuyển máy con 50-2 của mình đến một cái công trình mới đây rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cái công việc hôm nay của mình nhá. Thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm nha các bác nhá. Đấy, thì bây giờ cái công việc hôm nay của mình đó đi là đi quăng cái xỉ này. Đấy, đây là cái rác, cái xỉ mà người ta gọi là hỗ trợ xe người ta đổ đất để người ta lấp cái ao này đi. Đấy, cái này thì bác chủ nhà bác ấy không cần thiết nó phải là đất đẹp. Đó, có thể là đổ miễn phí luôn, nhưng mà hình như là cái này là cái đầu đổ này là người ta vẫn hỗ trợ cho xe đấy các bác ạ. Thì bây giờ là mình cứ quăng hết cái này ra, do là cái tất cả những cái xe vào đây đổ ấy nó là xe một cầu, nó không phải là xe hai cầu, cho nên là đổ lấn thì những cái rác rưởi, những cái về cái phần rễ cây kiếc này thì nó sẽ không lấn được như kiểu đất đâu. Thế vì vậy là lâu lâu thì người ta đổ đầy lên đây thì mình lại về mình san lại cái rác này xuống cái bờ ao này đi cho các bác ấy, để sau này nó thành một cái mặt bằng lấp hết ra cái ao này luôn. Cái lượng đất ở chỗ này nếu mà lấp hết được cái ao này thì nó rất là lớn luôn. Ngày trước thì mình có làm một cái video mà đăng ở trên kênh ấy. Lâu lâu rồi ấy, đi cứu hộ em Hạnh ấy, quá đi giúp em Hạnh để về thay cái phốt tăng xích của cái ấy, của cái máy 58 ấy. Thì là mình có làm cái video ở cái chỗ đó rất là lâu rồi, nên đến bây giờ đến hôm nay thì bắt đầu lại nó lại đầy, thì mình lại về tiếp tục và mình lại san tiếp. Cái này thì mình cứ làm nó dốc ra ngoài để cho nước mưa rồi thì là nước ấy nó sẽ dốc đi cho các bác nhé. Cái nước mà nó không bị tụ nó đọng lại. Cái này mình cào sơ sơ ra thôi, xong là còn một ít mỏng mỏng thì mình sẽ cái men mình đẩn nó đi. Bởi vì là cái này thì mình múc, gọi là múc những cái phần xỉ rồi thì những cái cây nó to thì mình múc nó đi trước. Đây là cái bể phốt này, này nhỉ. À cái bệ bệt của cái nhà vệ sinh nữa. Múc cho nó xuống dưới ao luôn. Cái này là chắc là người ta phá nhà ra rồi. Ta phá nhà nó mới có cái bể xí này. Bắn nó tránh ra cho con nhá, không có là nó bị quệt vào những cái khe đất kia là nó kẹt đất, nó hay bị tụt xích lắm á, nên là mình cũng phải cẩn thận. Đây, cái phần bên này thì mình cũng ngày trước mình cũng đã ủi rồi. Lúc trước thì có một xe nó vào nó đổ ở đấy thì nó lạch ra đó thì mình cũng ủi luôn nó đi. Ok, bây giờ để nó lùi lên đây. Thì do là cái chân di chuyển của mình đây nó rất là nặng luôn, mình không thể kết hợp được như kiểu là cái thằng Puma trừ 3 kia kết hợp di chuyển ấy. Nó nhẹ lắm mà nó không bị mất cái động tác nữa. Nó mỏng như này nó ít thì mình đổ thoải mái các bác nhá, không phải lo về cái hại di chuyển nữa. Bởi vì là nó là đất tơi, mình có thể mình ủi được. Còn nếu mà các bác mà nó là đất thủ hoặc nó dày đất ấy, thì mình sẽ không ủi được đâu. Mình vẫn hạn chế ủi như này thôi, nhưng mà đi như này mình ủi cái mặt bằng nó mềm như này nó rất là bình thường. Ủi một cái vem phát vào cái bên này nữa. Lần vào đây nữa là sau này xe là nó sẽ ra đến mép này luôn. Ok, cơ bản vào đây. Đó.
giờ thì mình sẽ quăng cái đất này ra nhé. Quăng cái xỉ bẩn này trước. Đất này để lát này làm đường luôn. Làm đường luôn cho nó sạch nó gọn luôn. Đống này là đống rác. Còn cây còn keo. Có thể là mình làm thôi nào. Bây giờ là 10 giờ thì có thể là kéo từ giờ đến trưa kéo lại còn xong đấy các bác ạ. Cái cây bắt đầu nó chạm vào máy rồi đấy. Cái chuối này nó mọc mầm này anh ạ. Cái nền ở dưới ngày trước người ta ủi ấy, nó cũng rất là cứng. Nên là mình khi mà mình ép vào cái phần ở dưới là nó không xuống sâu được. Nên là nó sẽ bị trồ vào máy. Đổ hết xuống đây. Nó lại lệch ra ngoài sao? 10 phút ạ. Ok. Mình sẽ làm cái video này nó khoảng hơn 10 phút thôi nhá. Tầng dưới này nó thấp hơn so với cái bể bên này nha các nhá. Cái dừa này à đâu cái cau vua nhé này, anh em thấy nó nổi đầy ở dưới đây này, đây là cái rễ của nó đấy. Đấy, cái cau vua nó nổi ấy cả. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay lại đây để mình san cái đất này ra. Rác thì đã cho hết xuống dưới rồi. Không lo về phần rác thì đến bây giờ là phần đất. Dưới này nó có xỉ đúng không? Thank you.
làm sạch cái ô này trước, xong là lúc mình đứng ở bên kia mình múc cái ô kia xong. Mà có edit mình ủi nó ra cho nó nhẹ bên, cho nó nhẹ đỡ hại di chuyển.